Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh bóng đá 365 để cùng nhau cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi tin tức nổi bật có trong ngày hôm nay nhé. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có những tin tức đáng chú ý sau đây. Tin nóng, câu lạc bộ Valencia quan tâm đến Quang Hải. Theo chia sẻ của ông David Segun Blessing, giám đốc điều hành của công ty thể thao liên lục địa Omni, nhiều cầu thủ Việt Nam đang được các câu lạc bộ châu Âu quan tâm. Trong bối cảnh các cầu thủ Việt Nam đang nhận được sự quan tâm lớn từ các câu lạc bộ châu Âu, mới đây nhất là trường hợp của tiền đạo Văn Toàn, chúng tôi có cuộc trò chuyện với nhà quản lý cầu thủ David Segun Blessing, giám đốc điều hành của công ty thể thao liên lục địa Omni để tìm hiểu kỹ hơn về câu chuyện này. Theo đó, ông David cho rằng thị trường cầu thủ châu Á trong khoảng 5 năm đổ lại đang là một trong những mục tiêu mà nhiều đội bóng ở châu Âu hướng đến. 5 năm gần đây, các cầu thủ châu Á luôn được các câu lạc bộ châu Âu nhắm đến với mục đích chiêu mộ. Thành thực mà nói, tôi đã làm việc với rất nhiều câu lạc bộ lớn ở châu Âu và tôi hiểu rõ mục đích, hướng đi của họ đang là gì. Và với các cầu thủ của các bạn, chúng ta không gọi đây là thị trường cầu thủ châu Á, mà phải gọi đây là thị trường khán giả châu Á. Bởi lẽ mục đích mà phần đông các câu lạc bộ tại châu Âu hướng đến khi mua các cầu thủ ở các quốc gia châu Á, chủ yếu là để thu hút khán giả xem giải đấu của họ. Tôi đã từng đưa hai cầu thủ từ Philippines sang giải hạng 2 của Tây Ban Nha và các bạn biết đấy, người Philippines giờ đây đang rất thích xem giải đấu này bởi vì ở đó có các cầu thủ của họ. Nói vậy để thấy, việc có một vài câu lạc bộ ở châu Âu quan tâm đến cầu thủ Việt Nam là điều rất dễ hiểu trong bối cảnh chung hiện tại. Covid ảnh hưởng nhiều thứ và việc đánh vào truyền thông và thương mại sẽ là phương pháp dễ dàng nhất để kéo sức hút của các đội bóng các giải đấu ở châu Âu trở lại. Tôi biết là các bạn sẽ buồn, tuy nhiên, nếu các bạn nghĩ là Văn Toàn, Quang Hải, Văn Hậu sang châu Âu vì vấn đề chuyên môn thì sẽ là sai lầm. Chất lượng cầu thủ Việt Nam còn rất xa so với các nền bóng khác, thậm chí là ở Indo. Tôi vừa đưa một cầu thủ quốc gia này sang giải Hà Lan, tuy nhiên đây là bản hợp đồng thuần chuyên môn, ông David nói. Bạn hỏi tôi rằng có câu lạc bộ lớn nào đang quan tâm tới cầu thủ Việt Nam không ư? Sao mà không được, rất nhiều là đáng khác. Tôi đã nghe rất nhiều những lời đề nghị từ các câu lạc bộ châu Âu rằng hãy tìm kiếm một cầu thủ ở Việt Nam. Mới đây nhất là câu lạc bộ Valencia đã đề nghị tôi tìm kiếm một tài năng có sức hút ở Việt Nam và cũng phải có tiềm năng phát triển. Tôi đã gửi cho họ xem video của Quang Hải và họ thích thú. Tuy nhiên, mọi thứ hiện tại chỉ dừng lại ở đó vì có quá nhiều vấn đề ở thời điểm hiện tại. Ông David nói thêm. Tin tiếp theo, siêu cò châu Âu Quang Hải xứng đáng được chơi ở La Liga. Thưa quý vị, theo siêu cò Lorenzo Tonetti, Quang Hải xứng đáng được chơi bóng ở Valencia vì những phẩm chất đặc biệt của mình. Như chúng tôi đưa tin trước đó, tiền vệ Quang Hải đang được câu lạc bộ Valencia đánh giá rất cao, giành được sự quan tâm lớn. Trước thông tin này, chúng tôi có cuộc trao đổi với một siêu cò rất nổi tiếng ở châu Âu đó là Lorenzo Tonetti để hiểu hơn về sự việc này. Tôi nghĩ điều đó không bất ngờ bởi lẽ thị trường các cầu thủ châu Á lâu nay nó rất nóng với các câu lạc bộ châu Âu rồi, các tài năng ở châu Á trở thành mục tiêu bởi nó mang lại quá nhiều lợi ích từ đa phương tiện. Tuy nhiên nếu khách quan, các câu lạc bộ lớn ở châu Âu phải tuyển người có tài năng, có phẩm chất khác biệt và dưới góc nhìn của tôi, các câu lạc bộ ở châu Âu như Valencia, bên cạnh yếu tố thương mại, họ muốn tìm một sự khác biệt về phẩm chất. Tôi nghĩ Quang Hải xứng đáng vì điều đó, anh ấy xứng đáng có được cơ hội ở Valencia nhà quản lý cầu thủ nổi tiếng Lorenzo Tonetti nói với chúng tôi. Trước đó, nhà quản lý cầu thủ David Segun Blessing, giám đốc điều hành của công ty thể thao liên lục địa Omni cho biết với chúng tôi rằng Quang Hải được câu lạc bộ Valencia đánh giá rất cao và dành sự quan tâm. Bạn hỏi tôi rằng có câu lạc bộ lớn nào đang quan tâm tới cầu thủ Việt Nam không ư? Sao mà không được? Rất nhiều là đáng khác. Tôi đã nghe rất nhiều những lời đề nghị từ các câu lạc bộ châu Âu rằng hãy tìm kiếm một cầu thủ ở Việt Nam. Mới đây nhất là câu lạc bộ Valencia đề nghị tôi tìm kiếm một tài năng có sức hút ở Việt Nam và cũng phải có tiềm năng phát triển. Tôi đã gửi cho họ xem video của Quang Hải và họ thích thú. Tuy nhiên, mọi thứ hiện tại vẫn chỉ dừng lại ở đó vì có quá nhiều vấn đề ở thời điểm hiện tại, ông David nói. Tin tiếp theo, câu lạc bộ Hà Nội và top 10 câu lạc bộ giá trị nhất Đông Nam Á. Thưa quý vị, sự thay đổi trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ năm 2021 đưa câu lạc bộ Hà Nội và nhóm 10 đội bóng có giá trị cao nhất khu vực. Theo Transfermarkt, giá trị chuyển nhượng của Hà Nội trong lần cập nhật gần nhất đạt 4,35 triệu bảng, nằm trong nhóm 10 đội bóng đắt giá nhất Đông Nam Á. Bản danh sách được đăng tải trên trang chủ Asian Football có liệt kê những câu lạc bộ đang chơi tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu ở Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Sự thay đổi vị trí của câu lạc bộ Hà Nội đến từ việc giá trị chuyển nhượng cầu thủ của một số đội bóng lớn sụt giảm đáng kể sau kỳ chuyển nhượng đầu năm 2021. Điển hình như các đại diện của Indonesia gồm Persip Bandung 3,15 triệu euro hay là Pahajankara 4,13 triệu euro, Bali United 4,25 triệu euro. Bên cạnh đó, câu lạc bộ Hà Nội cũng có sự đóng góp của nhiều tuyển thủ quốc gia. Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng, Đoàn Văn Hậu đều được Transfermarkt tăng giá trị trong thời gian qua. Đầu năm nay, đội bóng thủ đô chiêu mộ các ngoại binh nổi bật Bruno Cantanhede, kêu về Magno. Câu lạc bộ Hà Nội là đại diện duy nhất của V-League có mặt trong nhóm 10 đội bóng hàng đầu khu vực. Những đội bóng sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia như Hoàng Anh Gia Lai 3,37 triệu euro, Viettel 3,66 triệu euro đã không được ASEAN liệt kê. Năm nay, thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cùng câu lạc bộ Sài Gòn dự AFC Cup từ vòng bảng. Câu lạc bộ Viettel nhờ chức vô địch V-League 2020 lần đầu tiên có vé dự vòng bảng AFC Champions League. Tin tiếp theo, Sadio Saka đau đầu vì đặng Văn Lâm mắc kẹt ở Thái Lan. Thưa quý vị, đặng Văn Lâm nhiều khả năng sẽ phải chờ tới ngày 21 tháng 3 mới có thể tới Nhật Bản hội quân cùng câu lạc bộ sergio Osaka. Theo thông tin trước đó, chúng tôi đã đưa tin Văn Lâm có mặt ở Nhật Bản ngày 7 tháng 3 sau khi lệnh cấm nhập cảnh ở nước này kết thúc. Tuy vậy, trước tình cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc tới thời hạn lệnh cấm nhập cảnh, mục đích là để ngăn sự gia tăng nguồn dịch. Với thông tin này, Văn Lâm và câu lạc bộ Seriyosaka đang lo lắng hơn bao giờ hết, bởi lẽ kể từ khi chính thức trở thành thành viên của câu lạc bộ đang chơi J-League 1, thủ môn Việt kiều chưa thể rời khỏi Thái Lan để ra mắt đội bóng mới. Trao đổi với chúng tôi, người đại diện thủ môn đội tuyển Việt Nam là Andrei Kushin thậm chí cho rằng anh chưa biết khi nào thân chủ mình có thể tới Nhật Bản, hội quân cùng Serio Osaka. Tôi không biết khi nào anh ấy tới Nhật Bản, điều này phụ thuộc hoàn toàn vào chính phủ nước bạn và tình hình dịch bệnh, người đại diện Văn Lâm Andrei Kushin nói. Theo thông tin mới nhất, Bộ Y tế Nhật Bản đã đề xuất cấm nhập cảnh thêm 2 tuần để tăng cường công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Nếu như có thể tới Nhật Bản ngày 21 tháng 3, Văn Lâm cũng chưa thể tập luyện cùng đội bóng mới, bởi anh phải thực hiện cách ly 10 ngày. Như vậy, nếu mọi việc suôn sẻ, Văn Lâm có thể bắt đầu thi đấu vào tháng 4, khi đó j League 1 đã trôi qua 6 vòng. Nếu điều này xảy ra, đây là mất mát cực lớn với Sereo Saka về mặt lực lượng lẫn kinh tế. Bởi lẽ, câu lạc bộ này được cho là đã tốn một số tiền không nhỏ để đưa Văn Lâm về từ Muang Thong, United. Chia sẻ với chúng tôi, phóng viên Tatsunari Honda nhận định thủ môn Kim Jin Hyun đã có một trận đấu tròn vai dù phải vào lưới nhặt bóng 3 lần. Chiều ngày 3 tháng 3, câu lạc bộ Serio Osaka có chuyến làm khách đến sân của Kawasaki trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Nhật Bản. Okubo Yoshito đã hai lần đưa đội khách vượt lên dẫn trước, thế nhưng Trung cuộc vẫn phải nhận thất bại tỷ số là 2-3. Chia sẻ với chúng tôi, phóng viên Tatsunari Honda nói rằng hàng phòng ngự của Sadio Osaka có trận đấu không tốt, họ hai lần chiếm lợi thế nhưng vẫn để đối phương lội ngược dòng. Theo tôi, việc lựa chọn lối chơi lùi sâu và nhường quyền kiểm soát bóng cho đối phương chính là sai lầm của Sergio Osaka. Về màn trình diễn của thủ môn Kim, anh ấy có một trận đấu ở mức tròn vai. Kim Jin-hyun phải vào lưới nhặt bóng 3 lần, tuy nhiên anh ấy không mắc sai lầm gì nghiêm trọng. Theo tôi, việc Văn Lâm đến sẽ gia tăng sự cạnh tranh cho vị trí trong khung gỗ của đội bóng, tất cả các cầu thủ phải nỗ lực hết sức nếu như muốn được bắt chính. Theo dự kiến, Văn Lâm có mặt ở Nhật Bản ngày 7 tháng 3, ngay sau khi lệnh cấm nhập cảnh ở nước này kết thúc. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc gia hạn lệnh cấm nhập cảnh. Nếu điều đó xảy ra, Văn Lâm sẽ mắc kẹt ở Thái Lan thêm một thời gian nữa. Ngay cả khi sang Nhật Bản, Văn Lâm cũng chưa thể tập luyện cùng đội bóng mới bởi anh phải cách ly 10 ngày. Như vậy, nhiều khả năng, Lâm chỉ có thể thi đấu từ tháng 4 khi đó J League 1 trôi qua đời 6 vòng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng Đá 365. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp của các bạn thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh Bóng Đá 365 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!